Với số lượng trẻ đăng ký vào các cơ sở mầm non công lập trên địa bàn tăng đột biến, trường mầm non Hoàng Liệt, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội chỉ có thể tiếp nhận 333 trẻ từ 3 đến 4 tuổi, trong khi có tới 713, tức là gấp 2,1 lần trẻ đúng tuyến trên địa bàn đăng ký tuyển sinh. Để đảm bảo sự công bằng đối với tất cả các bé, nhà trường phải dự kiến sẽ tổ chức bốc thăm để tuyển sinh, ghi nhận của phóng viên VTC. Dù ngày 22 tháng 7 vừa qua là ngày thông báo kết quả tuyển sinh trường mầm non Hoàng Liệt, tuy nhiên đến nay, chị Phương Anh vẫn đang phải chờ. Thấy trường đang nói là quá tải số lượng học sinh và lớp mẫu giáo bé thì đang không biết là sẽ liệu bạn có được vào trường hay không, đang rất là lo lắng. 939 hồ sơ nộp học, bao gồm cả đúng tuyến và trái tuyến, nhưng trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể đáp ứng được 559 chỉ tiêu. Hiện tại thì gia đình tôi cũng đã tham khảo một số trường tư thục trên địa bàn để cho con học trong trường hợp là không được nhận. Tháng 7 vừa qua, trường mầm non Hoàng Liệt đã hoàn thành tổ chức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Tuy nhiên, số lượng hồ sơ đăng ký đã vượt xa so với dự kiến và khả năng tiếp nhận trẻ của trường. Chúng tôi đã báo cáo với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường cho trường được mở thêm 2 lớp để tiếp nhận toàn bộ 100% hồ sơ các cháu 5 tuổi nộp vào trường, tăng chỉ tiêu từ 126 hồ sơ của trẻ 5 tuổi lên 226 hồ sơ. Theo lãnh đạo phường Hoàng Liệt, trường mầm non Hoàng Liệt chỉ có thể tuyển 559 trẻ từ 3 đến 5 tuổi. Trường sẽ mở 13 lớp mẫu giáo lớn để tuyển hết 226 trẻ 5 tuổi, đảm bảo thực hiện phổ cập giáo dục mầm non với nhóm trẻ này. Còn ở nhóm trẻ từ 3 đến 4 tuổi, trường Hoàng Liệt chỉ có khả năng đáp ứng 333 trên 713 trẻ đăng ký. Như vậy, số lượng vượt quá chỉ tiêu là 380 để đảm bảo sự công bằng cho trẻ. Phương án cuối cùng là phường sẽ có thể phải tổ chức bốc thăm. Hình thức bốc thăm hay không, đó là giải pháp mà chúng tôi cũng không mong muốn. Là nếu như vẫn còn phụ huynh học sinh mà tiếp tục vẫn đăng ký vào trường công thì sẽ thống nhất với toàn thể phụ huynh học sinh cách lựa chọn. Hình thức sẽ do phụ huynh học sinh có ý kiến và đóng góp để chính quyền cũng như nhà trường thực hiện biện pháp phù hợp nhất. Trường mầm non Hoàng Liệt là trường mầm non công lập duy nhất trên địa bàn, có 4 cơ sở, 2 trong 4 cơ sở được xây dựng trong 2 năm gần đây. Nhưng với tốc độ tăng khoảng 2.000 trẻ mầm non mỗi năm, trường Hoàng Liệt chỉ đáp ứng được gần 20%. Do vậy, quận đang tính toán đến các phương án xây dựng thêm 2 trường học mới để giảm quá tải. Chúng tôi cũng cam kết với các bậc cha mẹ học sinh rằng việc bốc thăm nếu xảy ra thì chúng tôi sẽ thực hiện trong với nguyên tắc là đảm bảo công bằng, minh bạch, tường minh và được dưới sự giám sát chứng kiến của nhân dân cũng như là của cha mẹ học sinh. Để giải quyết vấn đề này, dự kiến ngày 7 và ngày 8 tháng 8 tới đây, chính quyền phường Hoàng Liệt và nhà trường sẽ có cuộc họp công khai thông báo thực trạng tuyển sinh, đồng thời cùng phụ huynh thống nhất phương thức tuyển sinh. Bốc thăm sẽ là phương án cuối cùng được lựa chọn. Và rất có thể, nguyện vọng chính đáng của phụ huynh là được gửi con theo học tại một ngôi trường công lập lại phụ thuộc vào sự may rủi của lá phiếu bốc thăm.